Dạ yeah, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha Rồi trở lại cái video ngày hôm nay thì tiếp tục à, Bên phía gia đình của thầy Thích Minh Tệ Đã tung lên một cái tấm hình gọi là không thể nào mà chối cãi được Đó về những cái luận điệu xuyên tạc của những kẻ mà đang Nhắm vào chính quyền Việt Nam chúng ta để gọi là du khống Đó để gọi là xuyên tạc Như thế này như thế nọ thì cô chú anh chị đã biết rồi em đã làm trong video trước rồi Đó đây là một cái bức hình mà gọi là do người em trai của thầy Thích Minh Tuệ đã trò chuyện với thầy sau mà 9 năm xa cách nha. 9 năm xa cách nha cô chú anh chị, chứ không phải là 6 năm bình thường như là 6 năm thầy đã đi nhưng mà hai người đã không gặp nhau là 9 năm rồi. Đó, và ngày là đây đây chính xác là ngày 5 tháng 6 đó, nhưng mà do gọi là trong lịch là ngày 4. Đó, do là chưa xé thôi, chưa xé kịp nha cô chú anh chị đấy đây là một cái bức hình mà mọi người đang mong chờ đó khi mà vtv lên lên tiếng á, quay video á, thì mọi người nói là cắt ghép rồi mọi người nói là không an toàn thẻ nơi này nơi thế kia đó nhưng mà cuối cùng là những cái luận điệu của những cái bọn xuyên tạc những cái bọn muốn chống phá những cái bọn muốn gọi là châm dầu vào lửa để gọi là xuyên tạc cho chính quyền đó nhưng mà bức ảnh này chính người em của thầy Thích Minh Tệ đã đăng lên thì chúng ta không còn gì để nói rồi Đó chúng ta chứng minh chứng rằng thầy vẫn an toàn Thầy vẫn đang tu đúng cái hạnh đầu đà của thầy Đó Cô chú anh chị phải tin chứ bây giờ là người em Người em của thầy đăng nè Đó bây giờ cô chú anh chị không, có thể không tin Các chỗ khác đăng Các nơi gọi là thí dụ báo đăng hay là đài đăng gì đó Cô chú anh chị không tin Nhưng mà đây là người em của thầy Người em ruột của thầy đã đăng lên như như thế đó cô chú anh chị thấy cái màn này, cái 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 bức ảnh này rồi đúng không? Lan truyền đầy trên mạng đó. Đó cái bức ảnh này khi nào? Mọi người nhận ra chưa? Đó, cái bức ảnh này là nhằm xóa tan đi những cái luận điệu, những cái nghi ngờ nói rằng đổi thừa VTV truyền hình Việt Nam cắt ghép này nọ. Đứa nào nói nữa? Mời vào đây bình luận đứa nào nói nữa. Đó em nói cô chú anh chị rồi. Khi mà chúng ta xem một cái tin tức nào đó chúng ta phải cảm nhận được là những người đó là đang muốn cái gì trong câu chuyện đó. Đúng không? tụi nó cứ một hai đổi thừa đài truyền hình Việt Nam cắt ghép rồi là nào là gọi là giam lỏng thầy. Bức hình này chứng minh tất cả nè. Người em trai của thầy ngồi chung với thầy nói chuyện nè. Đó tại sao người ta không tung ra cái thời điểm đó? Tại vì người ta cũng chẳng có muốn tung cô chú anh chị, em nói thiệt luôn. Nếu mà không có câu chuyện mà đến cái mức gọi là ngày hôm nay khi mà đài gọi là VTV đã gọi là quay phỏng vấn thầy Đó Cô chú anh chị đã nghe Đó mọi người nói là Ủa tại sao một phỏng vấn là phải hai người ngồi kế bên nói chuyện Đâu nhất thiết là phải hai người ngồi kế bên nói chuyện Đó Cái gì nó cũng được Cái bọn xuyên tạc thì cái gì nó cũng được Cô chú anh chị Đó ở đây em chẳng bên ai cả Nhưng mà nhìn vào bức hình này chúng ta thấy thầy rất là khỏe mạnh Và thầy là một người uh, Rất là gọi là tân thủ lực pháp của chúng ta Đó Và trong thời gian tới thì thầy sẽ tiếp tục đi chính con đường bộ hành của mình nhưng mà cái thời gian thì thầy chưa có tiết lộ của chính chị nếu mà giờ tiết lộ thì tôi nghĩ là chắc cả hàng ngàn người xuống được còn đông hơn lúc trước nữa. nên là không tiết lộ là cũng đúng thôi đó ai có duyên thì gặp đó gặp nhau rồi thôi của chính chị chứ đừng có gọi là đi theo cái kiểu mà giống như cái kiểu trước nữa, thấy là hết được rồi đó bây giờ rất là khó nha đó, đó cái này là phòng làm việc của anh Tứng à, có chân tượng Phật Di Lặc trên bàn bên trái ảnh tác giả chụp bức ảnh xin được giấu tên vì một số lý do liên quan đến công việc đó thì như uh, rất là nhiều nguồn tin đưa tin đây là một anh gọi là uh, uh, anh uh, trong cái giới gọi là cà phê ha, làm cà phê kinh doanh cà phê nhưng mà người em của thầy Thích Minh Tuệ đã chụp hình vào ngày uh, uh, mùng 5 tháng 6 nhưng mà do trong lịch chưa xé thôi ngày mùng 5 thôi chứ bây giờ chụp hình ngày mùng 4 thì cũng bình thường thôi Đúng không? Ngày mùng 4 thì thầy đã gọi là, là nếu mà tính ra thời gian thầy mất tích thì ngày mùng 3, sáng mùng 3. Thì cái này ngày mùng 5 thì bình thường chưa xé lịch là bình thường tôi quý anh chị. Nhà chúng ta là chưa chắc chỉ cái lịch nhà chúng ta ta xé nữa, chứ đừng có sôi chi mà sâu xa. Đó, bây giờ chính là cái hình ảnh này ai chụp. Bây giờ mọi người đang đặt vấn đề là hình ảnh này. ai chụp nè. Đó, chụp khi nào nè. Bây giờ chúng ta thấy như cái hình ảnh của thầy rất là rõ ràng rồi. Đó. Mọi người nhớ là mọi người đang mong muốn gì? khi mà gọi là có những thông tin từ phía gia đình thầy đưa ra thì cô chú anh chị bắt đầu nói là bây giờ là không tin được, không nghe được bởi vì chưa có một cái hình ảnh nào về thầy. Đó, chưa chính chưa nghe được chính miệng thầy nói. Nhưng mà sau khi đó thì có cái clip VTV đưa lên chính miệng thầy nói thì cô chú anh chị lại cho rằng đây là cắt ghép. Đúng không? Cho rằng là cắt ghép nhưng mà ngày hôm nay thì cái bức hình này nữa chứng minh là thầy đã về gia lai từ ngày từ cái 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 cái, cái đêm ngày mù, từ uh, rạng sáng ngày mùng 3 rồi đó giống như em đã nói những clip trước đó cô chú chị xem lại đi ngày mùng 3 em đã nói gì em đã nói thầy về gia lai rồi chứ không phải là chưa từng nói đâu nói về về gia lai rồi làm giấy chứng minh và ở làm giấy căn cước ngay tại gia lai rồi nhưng mà cô chú chị không tin đó bởi vì nghe những thành phần xuyên tạc giống như chiều nay đó có những thành phần dơ bẩn nói thầy là đã nập niết bàn nói thầy là đã bị họa gì bị uh, hạ đọc nói những cái điều bất lợi cho thầy và, và đặc biệt hơn là họ du khống chính quyền cái điều này cực kỳ nghiêm trọng nha ai mà chia sẻ những cái điều đó thì cẩn thận nha coi chừng là không có đóng tiền phạt không đủ đóng tiền phạt và nghiêm trọng hơn thì mọi người hiểu rồi ha à, nghiêm trọng hơn thì mọi người hiểu rồi đó đó tự hiểu đi đó chứ đâu mà chống phá cái gì chống phá cái gì cô chú anh chị xem lại những cái bài mà gọi là lên là gọi là vạch trần vtv những cái thủ thuật của vtv nào là uh, gì cắt ghép hình ảnh này kia đó những cái tên đó những cái nick đó nó, nó có cái hình thật đó không có địa chỉ ở việt nam hay không hay là nằm ở đâu đó mọi người xem đi mọi người phải biết tỉnh táo ra mà xem mà chọn lọc nội dung để xem đó đừng có nói vtv cắt ghép Ngày hôm nay thì buổi chiều, buổi tối ngày hôm nay tiếp tục VTV lại lên tiếp tục về cái hình ảnh của thầy Thích Minh tề à, khi mà thông báo là thời gian tới là sẽ tiếp tục đi như thế nào. Người ta quay chỗ nào không có cần phải báo với các bạn, các cô chú anh chị. Đúng không? Bởi vì thầy đang muốn nghiêng ổn bao giờ thí dụ tôi thí dụ tôi đang quay ở đài truyền hình Việt Nam lẽ tôi báo à, tôi ngày hôm nay thầy Thích Minh tệ sẽ quay đài truyền Việt Nam biết bao nhiêu người tới đó. Hay là quay ở góc cây này, góc cây kia Bất mới gì phải gọi là thông báo đến cô chú anh chị chúng ta thật sự tôi nói thiệt em nói thiệt cô chú anh chị dù clip này em có xa em em, em có nói sai đi nữa nhưng mà uh, cô chú anh chị nào thật sự yêu thương thầy thì sẽ hiểu thôi ai mà thật sự yêu thương thầy á đều mong là gọi là thầy bình an cái thứ nhất cái thứ hai là không cần biết vị trí của thầy là những người yêu mấy thật sự là yêu mến thầy còn những cái người mà đang mong chờ vị trí của thầy để đến với thầy á là những cái kẻ đó lợi dụng thầy giống như cái tụi hộ pháp cái tụi quét đường ủa cái tụi thổi đường nha xin lỗi mọi người cái tụi thổi đường đó cái tụi mà cầm cái máy thổi thổi đó e thổi ba cái cát bụi vô đó mày về mày thổi vô nhà mày đi ha hẹn thầy người này người kia gọi là kết nối lại để đi cùng mày nghĩ đi cùng được nữa không hả kéo băng kéo đoàn đó mà đi sao mà được mà đi bây giờ thằng nào muốn tu đó thì ra đường đó mà tự tu tôi trong mắt của tôi á, là chỉ có sư minh tuệ thầy minh tuệ sư minh tạng thầy minh tạng đó đó và thêm một người nữa thì nếu mà thì trong những người đó là tôi chọn sư minh nhuận nha sư minh nhuận một người đến từ an giang đó cá nhân của em nha cô chính chị đó còn những cái người kia hộ pháp kim cang a nam con khỉ gì dẹp đi hộ pháp kim cang bữa nay uống bia rồi <laughs> uống bia đi quảng cáo xe rồi hộ pháp kim cang cái gì cái thằng bỏ vợ bỏ con ở nhà chết đói đó mà hộ pháp kim cang cái gì bản thân mày là một người chồng mày lo mày chưa xong nữa mày đi hộ pháp cho ai nó hộ pháp cho ai cô chú chị nó hộ pháp cho ai bản thân nó cá nhân cái công việc mà gọi là à, chính đáng của một người đàn ông đúng không có một đứa con gọi là chậm nói đó, người vợ phải may Đó kiếm từng mũi kim Kiếm từng đồng tiền lo cho gia đình Mà xưng ra là hộ pháp kim can Ngay từ lúc đầu nó đã lừa mọi người rồi Lừa như thế nào Nói là à, đồ chơi mà ở thành phố Hồ Chí Minh Là 50% là của anh Đồ chơi gì Hả Cỏ hay gì Cỏ hay đá Hay là đồ chơi Hay là đồ chơi chế em Hay là cái gì Ngay từ lúc đầu nó đã gian dối rồi nó muốn khẳng định nó là một người có địa vị trong xã hội Nó muốn khẳng định nó là một người giàu có Nó đã bỏ tất cả để đi theo, thầy Thích Minh Tuệ Đó nó muốn nâng cao cái cái, cái giá trị của con người nó lên Nó để đi theo thầy Thích Minh Tuệ Cô chính chị đã nhận ra được ngay từ đầu rồi Đừng có cố chấp nữa cô chính chị Tôi nói thiệt Ai á, mà yêu thương thầy Thích Minh Tuệ là không bao giờ gọi là những cái thằng đó gọi là thầy đâu không có thầy bà vậy đi theo một hai ngày đi theo thầy thích minh Tuệ gọi là thầy kể cả bản thân thầy thích minh tệ cũng chưa có xưng với mọi người là thầy nữa nó là cái gì mà nó ngồi tôi thấy trong cái một cái buổi mà nó ngồi nó uống trà à, trời ơi thầy không có làm gì đâu rồi, con ơi này kia trời ơi, mày là cái gì mày xưng bằng thầy tao gặp mày tao đấm bò mò mày luôn chứ mày đó mày xưng bằng thầy với ai tôi nói thiệt mày là gì xưng thầy cỡ thầy thích minh tệ ông còn chưa xưng bằng thầy ông xưng với mọi người là con mà cái thằng nhóc nhóc này đâu ra mà xưng với mọi người bằng thầy hả do cộng đồng mạng đặt quá làm quá lên cái tên đó thôi kim cang hộ pháp một đấm thì đá một thiếu thì một 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 đấm thì thiếu một đá thì thừa chứ đó mà kim cang hộ pháp cái gì hả kim cang hộ pháp cái gì ngày hôm nay thì mọi người thấy rồi đó ăn chơi xa láng đi quảng cáo xe này kia đó nó bình thường chứ nó có bị gì đâu gia đình nó cũng đã lên tiếng đó, cô chú chị thấy rồi nó đã lừa mọi người ngay từ đầu rồi đó cái đó là nói theo cái đó là chỉ nói là những cái người một trong số những cái đám đông đi theo thầy tính minh tệ thôi gây ảnh hưởng tới thầy ngày hôm nay thì xấu uy tín rồi những cái kẻ mà xuyên tạc đó nó dựa vào đó a à, những cái thành phần đi theo thầy minh tệ là như thế này a à, những cái thành phần gọi là không có công ăn việc làm không có cái gì hết đó đi theo thầy minh tệ để lợi dụng vào cái tình thương của phật tử đó nghe có ảnh hưởng tới thầy không mọi người thật sự yêu thương thầy tính minh tệ đó, không cần quan tâm đến những cái lũ đó Tôi nói thiệt những cái lũ đó chứ thầy bạn mẹ gì Những cái người mà thật sự có cái tâm mà tu á Giống như những ngày nay đó Giống như thầy Minh Tạng Hay là giống 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 Minh Nhận đó Đó cứ đi theo cái con đường của mình Đừng có quan tâm ai chứ Đó có duyên thì chúng ta gặp lại thôi Đó cái đó mới là tu Còn bây giờ hở cái mất thầy Cái bây giờ phải đi chạy đi kiếm thầy mới tu được hả gì Hả Mất thầy phải đi chạy đi kiếm thầy mới tu còn nếu không có thầy nghỉ tu à Có thầy mới tu à Vậy đó có có thật sự là tu thiệt không Cô chú anh chị trả lời tôi đi Thật sự là tu thiệt không Không bao giờ được cô chú anh chị Đó và ngày hôm nay Cái bức ảnh này đã chứng minh lên tất cả rồi Cô chú anh chị đã thấy trên video đó Chứng minh lên tất cả rồi Những cái điều à, lựng điệu Xuyên tạc của cái bọn mà Muốn nhằm chống phá chính quyền của chúng ta Nhằm muốn đánh vào đài VTV Thì hãy nhìn cái bức ảnh này đi cô chú anh chị phải nhìn đi nhìn để cảm nhận tôi nói rồi thầy vẫn an toàn còn những ai nói thầy bị như thế này như thế kia đó thì kệ họ mình không quan tâm cô chú anh chị mình đưa những cái thông tin uh, chính xác từ những cái hình ảnh có thật chứ không phải đưa theo cái cảm tính của mình các bạn không có đủ tuổi để phân tích về những cái video mà cắt ghép của VTV đâu non lắm xanh lắm nha non lắm và xanh lắm nếu mà người ta đã xác nhận nha người ta đã cắt ghép rồi thì ông nội cha các bạn nhận còn ra nữa nó chị các bạn tôi nói thiệt chứ không phải để sơ hở cho các bạn nhìn ra đâu đó có nhiều người đã phân tích có nhiều người đã chia sẻ rồi những cái video đó là điều hoàn toàn chính xác nha cô chú chị có điều thì cô chú chị biết rồi Thí dụ phỏng vấn bữa nay ngày mai mình đăng có ông chừng đó thí dụ mình đăng sau ngày trước ngày đó có ông chừng đó chứ không phải là phỏng vấn cái buổi sáng cái buổi chiều đăng đâu cũng khó lắm chứ không phải là truyền hình trực tiếp có nhiều người nói là ủa tại sao vtv không trực tiếp vtv đời nào trực tiếp chỉ trực tiếp đá bóng đồ thôi hay là những cái môn thể thao được thôi chứ trực tiếp cái câu chuyện của thầy thích Minh Tệ thì cũng đâu có gì đâu mà phải trực tiếp hiểu không? đó cho nên là đừng có gọi là dựa vào những cái đó để gọi là đi gọi là xuyên tạc chính quyền thì thật sự là các bạn đang vi phạm pháp luật, ha à, những cái ai mà đang vi phạm những ai mà đang du khống cho à, chính quyền đó thì hãy xem lại những cái bình luận của mình và xem lại những kẻ kích động đó đi cô chú anh chị vào những cái thành phần mà gọi là chuyên phân tích à điểm này điểm kia rồi ha. À, cơ quan chức năng như thế này cơ quan chức nọ vào hình ảnh nó đi đâu có đâu điều chỉ nó cũng không còn hay là bạn bè nó cũng không có những cái nick ảo không mà cứ đừng có dựa vào đó mà đi đu theo á là có ngày cũng gặp quả thôi cô chú anh chị đó nên là mọi người cân nhắc trước khi mà xem những thông tin đó nha đôi lời gọi đến cô chú anh chị nha đâu, phải cẩn thận trước những thông tin giả những thông tin gọi là gây bất ổn trong xã hội này À, ngày hôm nay thì mình à, khẳng định luôn đó là thầy thích bên Tệ vẫn bình an à, vẫn đang tiếp tục trên con đường à, tu của mình và những gì à, thầy à, đã trải qua thì mọi người hiểu rồi đó những cái cung bậc cảm xúc hay là những cái à, trở ngại <laughs> trên cái con đường của thầy đó và đặc biệt nữa thì à, những buổi ăn của thầy thì đều có người gọi là à, cúng dường hết rồi cô chú chị nên mọi người cứ yên tâm nha về sức khỏe của thầy hiện tại thì mọi người cứ à, À, yên tâm thầy đang được gọi là à, một cái sức khỏe khá là tốt và thầy sẽ tiếp tục trở lại bộ hành à, đúng với cái con đường mình đã chọn à, trong thời gian sắp tới còn thời gian bao lâu thì thầy chưa tiết lộ của chú chị đã xem trên thời sự rồi đó thầy chưa tiết lộ đâu Bây giờ tiết lộ thì nó bu ngẹt nữa đi sao được đi đó thì đây là những thông tin mới nhất em muốn gửi đến cô chú chị nha và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú chị trong video mới tiếp theo xin cảm ơn và hẹn gặp lại